Chúng tôi luôn quan niệm thành công của khách hàng là thành công của chính doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng để mang lại những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và xã hội. Chúng tôi là BSC, công ty cổ phần chứng khoán, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, 15 năm dựng xây và phát triển. Năm 1999, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị hình thành, công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, BSC, tự hào là một trong hai công ty đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào thị trường chứng khoán, hoạt động với đầy đủ các nghiệp vụ, môi giới, lưu ký, tự doanh, bảo lãnh phát hành. Sát cánh cùng Ủy ban chứng khoán và các sở giao dịch chứng khoán, BSC đã góp những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng hệ thống quy trình, sản phẩm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam được là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập trên thị trường chứng khoán. Trong giai đoạn đầu, mặc dù thị trường chứng khoán có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên BSC đã không ngừng đổi mới vươn lên, không ngừng đồng hành cùng với thị trường, tuân thủ luật pháp và luôn luôn có một chiến lược đầu tư lâu dài. Trong 5 năm đầu tiên, khi thị trường chứng khoán chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng, các hoạt động chủ yếu diễn ra ở thị trường sơ cấp, thì BSC là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện thành công tư vấn cổ phần hóa và tư vấn phát hành niêm yết cho các doanh nghiệp đầu tiên của thị trường như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ FPT, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, cho đến nay vẫn là những doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong vòng 5 năm, BSC đã thực hiện hàng trăm hợp đồng tư vấn, góp phần tạo hàng hóa cho thị trường, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, xây dựng một đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Sau thời kỳ phát triển bùng nổ 2006-2007, thị trường chứng khoán Việt Nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đã lao dốc không ngừng. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các công ty chứng khoán, tạo ra cuộc chiến giành thị phần khốc liệt mà kết quả là nhiều công ty đã đánh mất kiểm soát, phải thu hẹp hoạt động, giải thể. Trong bối cảnh đó, BSC vẫn luôn kiên định mục tiêu kinh doanh an toàn, tập trung đầu tư vào con người và công nghệ để xây dựng và phát triển các sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng. Để tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ, đón đầu sự hồi phục của thị trường, đầu năm 2011, BSC đã tiến hành cổ phần hóa, tiếp tục đầu tư bền vững vào nguồn nhân lực và công nghệ cao, qua đó triển khai đồng bộ thành công các dự án chiến lược. Dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân lực theo phương pháp 3P. Dự án thiết lập khung quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế với sự tư vấn của công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin giúp nâng cao năng lực xử lý của hệ thống, phát triển các sản phẩm mới. Với chiến lược lấy phân tích là nền tảng phát triển của các hoạt động dịch vụ, BSC đã tạo ra hàng hóa có chất lượng cho thị trường và đồng hành cùng khách hàng phát triển các giá trị bền vững. Nhờ vậy, BSC đã xác lập được vị thế trên thị trường trong cả hoạt động môi giới và tư vấn. Trên thị trường sơ cấp, BSC hiện là nhà tư vấn tài chính, thu xếp vốn, nhà môi giới tin cậy cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. Giai đoạn 2013-2014, BSC đã bảo lãnh phát hành thành công 5.400 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong năm 2013, trong tổng số hơn 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được phát hành trên toàn thị trường, BSC đã thực hiện đấu thầu thành công hơn 40.000 tỷ đồng, đứng đầu trong các công ty chứng khoán. Năm 2014, các thương vụ nổi bật BSC đã thực hiện bao gồm: BSC đã tư vấn IPO cho tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex, chào bán thành công hơn 1.100 tỷ đồng. Tư vấn phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu cho tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam Vinacomin.
tư vấn phát hành hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Tư vấn cổ phần hóa và IPO cho Vietnam Airlines chào bán thành công hơn 1.000 tỷ đồng. Năm 2015, BSC sẽ tiếp tục thực hiện gói thầu tư vấn cổ phần hóa cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. BSC đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện IPO thành công trên thị trường chứng khoán vào tháng 9 năm 2014 với quy mô vốn lớn nhất trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm gần đây. Đồng thời với việc tái cấu trúc ở tập đoàn thì công ty BSC cũng đã giúp đỡ đồng hành cùng chúng tôi trong việc tư vấn thoái vốn tái cấu trúc ở các đơn vị con trong tập đoàn Dệt May Việt Nam, thu được kết quả khả quan trong điều kiện thị trường hiện nay, được các bộ ngành hữu quan và tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao. Với những năng lực đã có của BSC trong quá trình cộng tác trong những năm vừa qua, tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ lựa chọn BSC là đơn vị đồng hành tiếp tục với chúng tôi khi tập đoàn hoạt động theo mô hình tập đoàn cổ phần. Vietnam Airlines đã lựa chọn BSC là một tổ chức tư vấn trong nước cùng với tổ chức tư vấn quốc tế là Morgan Stanley và Citigroup đã thực hiện thành công trong tiến độ cổ phần hóa Vietnam Airlines đến ngày hôm nay. Và với năng lực của đội ngũ nhân sự BSC, uy tín của BSC trên thị trường và đặc biệt là cam kết của lãnh đạo BSC cùng với sự làm việc chuyên nghiệp để đạt được thành công góp phần cho Vietnam Airlines ngày hôm nay trong tiến trình cổ phần hóa, tôi nghĩ BSC sẽ có nhiều cơ hội để các tập đoàn kinh tế và tổng ty nhà nước sẽ lựa chọn. Trên thị trường thứ cấp, BSC tham gia tạo lập thị trường bằng những giao dịch tự doanh và môi giới trái phiếu điển hình cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty bảo hiểm có quy mô lớn. Thị phần môi giới trái phiếu của BSC đã không ngừng lớn mạnh và vươn lên dẫn đầu thị trường năm 2013. Chú trọng phát triển các dịch vụ tư vấn, phân tích, tạo ra các sản phẩm mới trên nền hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đã giúp BSC liên tục tăng trưởng thị phần môi giới cổ phiếu và được xếp vào top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên thị trường. Năm 2014, BSC là một trong 6 đơn vị được Bộ Tài chính trao tặng bằng khen vì đã có đóng góp nhiều thành tích xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2009-2014. Phần thưởng cao quý, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2011 là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự nỗ lực và những kết quả đóng góp của BSC cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2014 của tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn vì những đóng góp vượt trội của BSC qua các thương vụ trong lĩnh vực phát hành chứng khoán vốn, phát hành chứng khoán nợ và M&A. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BSC cũng tích cực tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình ấm áp tình thương nhân dịp lễ Nguyên đán 2013, chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện tháng 5 năm 2013, chương trình thắp sáng ước mơ Tà Học Sơn La tháng 9 năm 2013, chương trình hiến máu nhân đạo tháng 6 năm 2014. BSC sẽ không ngừng kiện toàn bộ máy, kiên định phương châm kinh doanh phát triển bền vững và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ trên ba mảng hoạt động chính là môi giới, tự doanh và ngân hàng đầu tư để hướng tới mục tiêu gia tăng lợi ích cho khách hàng, cổ đông trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Các bạn trao niềm tin. Chúng tôi xây dựng cơ hội, cùng tạo lập thành công cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững. BSC luôn sẵn sàng chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công. 15 năm uy tín, sáng tạo, tận tâm.